Nói gì ạ? Nói là tại chị mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Cô bác ơi, hiện tại thì em Cói đang có mặt tại khu vực gần xóm nhà của ba mẹ con chị Ly, mẹ đơn thân. Đấy, hiện tại thì em Cói đang đứng ở đây là phía xa xa đằng sau kia, đó chính là lán của chị Ly, mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Nói chung là ở trên Tây Bắc chúng em thì mùa này đang là mùa xanh ấy, cái cánh đồng là đang bắt đầu trổ bông và đằng sau em có ở đây có một bãi ruộng rất là đẹp này các bác. Này phía xa xa kia là một ngôi lán. Có lẽ các cô các bác theo dõi kênh Cói La Lin từ rất là lâu hoặc là từ khoảng một năm trước đổ lại đây thì đây chính là con đường quen thuộc, quá là quen với lại mọi người phải không ạ? Thì hiện tại bây giờ cũng đã là được một năm rồi sau khi mà kênh Cói La Lin là có kết nối yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh của chị Ly, mẹ đơn thân là nuôi hai đứa con vô cùng khó khăn trên kênh, và rất là may mắn được toàn thể quý cô bác là giúp đỡ, đặc biệt là có bác Phạm Đới ở bên Mỹ và tất cả các mạnh thường quân. Đó, thì trong thời gian vừa rồi em Cói cũng nhận được rất là nhiều cuộc gọi hỏi thăm từ toàn thể quý cô bác mạnh thường quân cũng như là quý khán giả mong muốn là hỏi thăm về tình hình cuộc sống bây giờ của chị Ly, cũng như là mong muốn em Cói quay trở lại để thăm lại hoàn cảnh của chị Ly xem là bây giờ cuộc sống của chị như thế nào, thay đổi như thế nào sau khi được toàn thể quý cô bác giúp đỡ xây nhà này, cho đến là có con dê giống để mà nuôi và con gà nữa. Bây giờ thì không trình bày nhiều nữa, xin mời các cô các bác là cùng đồng hành với lại em Cói trong thước phim ngày hôm nay ạ. Đi thăm chị Ly. Đây là con đường rất là quen thuộc ở đây. Khi mà nhìn thấy con đường này em Cói lại nhớ lại cái hồi mà vận chuyển vật liệu xây dựng nhà chị Ly vô cùng gian nan và vất vả. Chị Ly cũng đã rất là cố gắng, chị rất là giỏi trong việc vận chuyển vật liệu, cũng rất là vất vả. Này đường nó hơi trơn. Còn đến nhà của ba mẹ con chị đi rồi. Không biết là chị đi có nhà không, em thấy là xe chị thì có ở nhà. Người thì không biết nhưng mà xe thì ở nhà. Chị đi ơi! Em có nhà tình thương, bác Phạm Đới và các mạnh thường quân là tặng nhà tình thương. Em xin lỗi, mắt em cận em không nhìn được chị Gầu đúng không? Vâng. Em chào chị Gầu. Vâng. Chị Ly có nhà không hả chị? Dạ. Chị Ly có nhà không ạ? Có, chắc ngủ thôi. À vâng. Dạ. Hôm nay nắng quá nhà chị nhờ. Xem chuồng dê của chị xem nào. Gọi cửa chị Ly xem nào. Chị Ly ơi! Tại nay là xin thứ lỗi cho em Cói, hôm nay là đến vào giờ trưa. Có lẽ mọi người đang nghỉ trưa. Đây là trong nhà, cửa là sạch sẽ. Bên trong này là nhà tắm kết hợp với lại nhà vệ sinh. Đây là phần bến rửa. Đây là chị lấy rau lợn về đây. Sao bữa này chơi lại nhà anh Cát chị Gầu. Ôi nóng, nóng quá. Ôi nhà chị Gầu vừa mới trồng cái cây này là cây nho à? Vâng. Ôi em chào anh. Ôi cây nho tốt thế. Ôi nó lớn nhanh nhở. Ôi nó đang có quả này. Cái này là nho xanh hay là nho tím hả chị? Nho. Cái này nho xanh hay nho tím ạ? Anh bảo là một cây là nho xanh, một cây là nho tím nhưng mà chắc không phải. Ui em không nghĩ là ở đây còn có thể trồng được cây nho này đấy, nó sống và có quả này. Có vàn như này thì mát nhỉ.
Nay là em quay trở lại thăm chị Ly. Anh chị đang làm à? Vâng. Vâng. Ôi nó lớn nhanh nhở. Này là trước cửa nhà như này là quá mát rồi còn gì. Vâng. Anh chị dạo này khỏe chứ ạ? Khỏe mà. À. Anh chị đang làm đây là ong bắp cày. Đâu cắt để tủ mật ong, mật ong anh khóa thì lọc cái mật. À. Cái này là anh chị đang làm gọi là nhân giống đấy đúng không ạ? Vâng. À. Cái này đi bỏ vào trong này. Lọc vào trong đấy. Bắp bắp. Anh có mấy tổ ong đây, 1 tổ, 2 tổ, 3, 5 tổ. Cái này là ong mật ạ? À? Ong mật. Ừ. Cái này anh để đây để nuôi cái ong kia thôi. Ừ. Cái kia thì mang đi lên trên rừng hết rồi. Vâng. Còn ong khoái thì sẽ không nuôi được, không thuần được như cái loại ong này. Ong khoái không thuần được. Đấy, cái này là ong khoái đấy, cái này là vâng. Sắc khoái. Ủa, nhìn mấy cái con này nó nhiều nhỉ, trông sợ. Đang nhốt nó, không cho nó ra, nó đang tìm chỗ, tìm đường ra. Vợ chồng anh Cang là làm ăn kinh tế rất là giỏi. Nuôi ong cày, lại bắp cày này, xong là con cào cào nhỉ? Hay châu chấu ạ? À? Châu chấu này, còn có cả ong mật nữa. Làm kinh tế rất giỏi. Bây giờ nóng quá nó không đi kiếm ăn ấy. Anh không sợ nó đốt ạ? À? Không sợ, không bóc thì nó không đốt được lợn này. Dạ. Lợn này nếu mà không động nó mạnh thì nó không đốt. À. Lúc mà mình bắt nó về thì phải nhốt như này để cho nó quen cái tổ này đã. Này đang nhốt để cho nó. Còn nếu không mùa quen thì lại. Được mấy hôm nó lại chạy đi ấy nhỉ, cái giống này này. Mùa này nó chưa bị bỏ đi. Vâng. Mùa này nóng quá ở dưới này nó không có hoa. Cứ ăn nên này nó vâng. Phát bỏ đi đấy. Vâng. Ôi cái cây này nó tự đổ anh. À nó mình cắt chứ. À. Xác ở đây đang bảo bọn điện đừng nó về đây. Cắt mà họ chưa cắt cái dây điện sắp đứt rồi. Nguy hiểm quá nhỉ. Ừ. Dạ. Chị Ly mở cửa ở đây. Anh chị làm nhá. Vâng. Anh chị nghỉ trưa nhé, em sang bên này tí ạ. Chị Ly ơi. Bên nào đây? Em ở bên này. Em chào chị. Dạ chị khỏe nhá. Không? Vào nhà đi. Vâng. Nóng quá. Nóng. Em có túi kẹo cho bọn trẻ con này. Có sữa. Ô chị cầm lấy em mua cho con chị. Không phải cho chị. Yeah. Vâng. Nãy chị đang nghỉ trưa đúng không? Vâng. Vâng. Dạ chị cứ thoải mái không sao. Túa sắp được nghỉ hè chứ chị? Hình như là chắc cũng sẽ được rồi. Vâng. Để xem bếp núc của chị như nào nữa. Ôi chị mới sắm thêm cái tủ lạnh à? Vâng. À. Ôi. Tủ lạnh này là tủ lạnh Aqua. Em xin phép mở xem có gì không nhá. Vâng, em cũng mở đi. Có ơn. Ok. À, chỉ có thịt này, thịt gà với lại đồ ăn chữ trong tủ. Bếp núc của chị cũng khá là gọn gàng. Để xem phòng ốc thế nào.
Nè, chị nằm bên nào đây ạ? Ba mẹ cô ngủ ở phòng thôi. À, vâng. Dạ. Em đây, chị ngồi đây. Đây. Ngồi, chị đi lễ nữa cho em. Vâng, em cảm ơn chị. Chị mua cái này đắt không hả chị? Cái này 5 triệu hay sao? À, chị mua mới cứng luôn à? Vâng. Ờ, mới đét luôn được ấy. À. Chị không uống à? Chị vừa uống rồi. Mùa hè mà có nước lắm, lạnh này thì sướng. Mùa hè có nước mát. Mát. Này, chị với các con khỏe chưa ạ? Vẫn khỏe. À. Lâu lắm rồi không gặp lại chị, các cô các bác cũng nhớ chị. Nên ngày nay vâng, em quay trở lại đây để thỏa mãn sự yêu thương của các cô dành cho chị. Các bác là cũng nhớ tại vì lâu lắm rồi cũng không quay trở lại thăm chị. Mọi người cũng mong muốn là biết về tình hình cuộc sống hiện tại của chị xem như thế nào. Thế sau khi mà làm nhà được một năm, vâng. gần được ấy. Ừ. Thế là hôm nay quay trở lại đây thấy chị sắm được thêm cái tủ lạnh. Như này là có sự tiến bộ rất là lớn rồi đấy. Thế em vẫn khỏe chứ? Vâng, em thì khỏe chị ạ. À, nãy anh Các đang bảo chị đang làm trường dê ạ? Vâng. À. Cái trường dê trước khi làm, hôm kia mưa quá, đổi một cái cây về. Nó hỏng hết rồi. Ừ. Gọi là sau khi được các cô các bác giúp đỡ như vậy thì chị cảm thấy thế nào cuộc sống của mình ý? Cũng cảm thấy là rất là vui. Có cảm thấy nó kiểu sao nhỉ? Cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đâu phải suy nghĩ nhiều nhỉ chị nhỉ? Ăn giấc cũng ngon, ngủ cũng ngon giấc hơn đúng không? Về đây còn ngủ ngon. Em gọi còn không nghe thế. Vâng. Cứ tưởng là chị đầu đang gọi ai. Vâng. Em biết chị kiểu một mình, một thân một mình làm việc là nhiều khi làm những công việc nặng ấy nó rất là mệt. Buổi trưa mình cũng cần phải nghỉ ngơi mình mới lấy được sức, mới khỏe được. Vâng. Chị thì đấy phải làm là phải cố gắng, phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho hai con của chị nữa. Vâng. Hai là buổi chiều tối mới về nhỉ chị nhỉ? Tối hai mới về. Là 2 năm nay học lớp mẫu giáo 4 tuổi à? Lớp 1 rồi. À, lớp 1 rồi. Vâng, nghỉ hè xong là họ lên lớp 2. Còn Túa? Túa nghỉ hè xong là lên lớp mấy ạ? Lớp 5 rồi. À. Thế là chị phải đi chặt tre về à? Vâng. Hôm kia chị tràn đều rồi. Lấy cái cú kia, những cái mà vẫn dùng được lấy tạm. Nếu mà không đổi cái cây thì nó vẫn không hỏng à. Nhưng mà đổi cái cây mà. Bây giờ chị có trồng nhiều rau như năm ngoái nữa không? Năm nay ấy. Ná quá, chị đi trồng ná quá là nó chết. Có mấy mảnh nó lại không lên. Phải có nước tưới cơ chăm sóc tốt nhỉ? Ná này thì ở bên kia thì lại không có nước về rồi. Bên lán của chị đấy á? Bên lá không phải bên nước của nhà chị ngầu kia. Trước kia em chị đi trồng kia. Bên đây ná này không có nước về. Nước nó không về không đủ là vậy không làm được. Còn cái vườn là ngay dưới này chị còn trồng không? Chị vừa đi trồng mỗi dưa. Chị có làm được những khác để trồng ít cỏ voi cho dê. Thôi cuộc sống của chị ba mẹ con như vậy là túc tắc là cũng được. Chả biết là cái gì. Ở nhà nấu cũng không biết là cái gì. Trồng ngô thì ngô lại không lên nữa. Nói nhà bố mẹ em cũng thế, trồng được có mấy cây nhưng mà nó không lên đâu, mẹ em phải đi trồng đi trồng lại mấy lần. Nóng quá, nó không lên được. Nóng. Con dê đẻ được mấy con rồi hả chị? Từ lúc đấy đến bây giờ ấy. Được 4 con. 4 con. Vâng. Mấy hôm kia vừa đẻ 1 con được 1 tháng. Vậy đấy. Còn 3 con kia là hình như là cũng sẽ có triệu rồi, 3 con trước kia đẻ. À vâng. Sẽ có triệu và hai đứa mẹ kia. Hình như là chắc là vẫn có 2 tháng, 3 tháng nó mới đẻ.
Cô Vang ạ, quả thực chị Ly là một người phụ nữ rất là tài giỏi đấy, em thấy chị rất là giỏi mà vừa nghị lực vừa có ý chí phấn đấu để có thể lại vượt khó. Không có ai là gì phải là. Chị Ly thấy thật sự là phải nói là không bao giờ phụ lòng tốt của các cô các bác. Khi mà em chia sẻ này và các cô các bác là cũng biết được chị đấy, cũng cuộc sống đấy chị cũng tự sắm được tủ lạnh xong con dê thì có thêm tin vui đấy, tăng thêm số lượng như này là em tin là các cô các bác là kể cả em thấy là rất là mừng. Nên nhìn thấy cái cuộc sống của chị như này là vui lắm. Nên mặc dù em cũng chỉ là người kết nối thôi nhưng cũng cảm thấy vui thay cho chị. Chị cũng vui vì có các cô các bác giúp đỡ, lại có em lại giúp nữa thì chị cũng cảm thấy là rất là vui. Em thật sự chị em mình ấy thì đặc biệt là cùng là con gái với nhau nên em rất là đồng cảm chị. Rất là thương bởi vì chị một thân con gái của mình ấy. Đi chị dẫn em đi xem chuồng dê của chị một tí nha. Giờ chị Ly sẽ dẫn em có đi xem chuồng dê của chị Ly nha. Phải con gà của em. Chị có nhiều không? Dạ. Có nhiều gà nữa không? Gà không có. Hả? Gà hôm nay gì rồi thêm mấy con rồi. Thế à, dịch á? Thế bây giờ chị còn nhiều gà không ạ? Bây giờ còn mấy con bé thôi. À. Đi. Đi xuống xem nào. Đây gọi là chị đang rồi. Giết thì ngã. Đây chị đang sửa lại cái chuồng dê. Chị làm như này là chị lấy mấy cái này quấn vào thôi. Vâng. Chả vô được. Khó đi chả. Vâng. Chị làm cho số này. Là cái bé rồi, mẹ hôm trước là cái to quá. Kiểu như này. Chắc. Nhưng cái này là chị đang làm thưa quá đấy em thấy. Không, cái đấy là chị phải lấy cái lưới này. À, chị lưới cái... Tức là chị sẽ lấy cái lưới này xong chị vây vào. Vâng. Vâng, chứ còn nếu như mà để như này thì con dê nó sẽ chạy mất. Để chị vẫn chưa là xong rồi. Dạ. Chắc phải là một buổi đấy. Vâng. Chị Ly này em thấy chị lúc nào cũng xinh đẹp, càng ngày càng xinh ra chứ. Thì mấy hôm nay mặt đuôn xinh. Trắng trèo xinh. Đi. Vâng. Để chuồng dê nó được làm từ tre như này này thì mình sẽ phải thay và sửa thi thoảng ấy, nó không bền được như sắt. À, thế là con dê chị nhốt ở chuồng gà này à? Không kịp nhốt chuồng gà, mấy con gà bé ngủ ở dưới nó đang chết bà con. Ôi rồi. À, không có chỗ. À. Bây giờ là tổng là chị có mấy con dê? À, chị có 8 con. Đang ở tạm chỗ này. Nó không có sàn nó hơi khó chịu đấy nhỉ chị nhỉ? Không có. Hả? Một con hôm qua về đẻ. Con gà ấy à? À. Chị Ly có 3 con lợn về bé. Ôi một con da rồi này chị này. Đây này. Vâng, phải lừa nó mới vào được. Đây là lá xoan chị Ly chặt để cho con dê ăn đây.
Giờ chị đang lừa con kia nó vào chuồng lại. Đấy, nó nghe thấy chị đổ cám nó chạy lên rồi đấy. Ít. Nó chuẩn bị lên. Đây là giống lợn đen, lợn bản trên chúng em. Trên này thì bà con là hay nuôi giống lợn này. Thịt của các bạn này thì ăn rất là ngon. Bây giờ đang chuẩn bị vào chuồng. Phải nói là chị Ly là một người phụ nữ vùng cao cực kỳ là tài giỏi. Cái này là giống lợn chị mua về à? Lợn bản thì hầu như là có cám ăn rất là ít, đấy, đa phần là chỉ có ăn rau như này thôi, không có tăng trọng cám công nghiệp. Trong mấy nữa con lợn mà lớn chắc chị cũng phải lấy lưới vây thêm cái này vào. Cái này chắc là phải vây cái chân vây nó chạy ra ngoài. Vâng. Trông chú lợn ăn rất ngon. Mẹ chị mua lâu chưa? Mấy tháng rồi? Gần 2 tháng. À, gần 2 tháng. Lúc mua với bé bé tí. Vâng. Lúc mua chứ cần khoảng 6-7 cân. Vâng. Vậy thì nếu không vậy nó chạy chứ, chạy ra ngoài chắc đấy, cái này. Chị Ly ơi, dạ. Em cái này là nói nhỏ hỏi nhỏ nhé, là chị có người yêu chưa? Chưa có đâu, nhưng mà có người yêu thật lòng thì không có đâu. À. Thế ngôi nhà này là vẫn đang có mỗi mình chị với hai con thôi ạ? À? Giống như cái anh mà ở cùng anh Cát kia nó bảo chị ấy, bảo là người ta muốn lấy mẹ nhưng mà người ta nhìn thấy hai đứa con người ta sợ, người ta không dám lấy. Không có ai lấy thì cứ ở như này thôi, cứ lo là gì. Tập trung lo cho con mình nhỉ. Tại vì chị còn trẻ mà đi bước nữa vẫn được. 30 tuổi rồi nhưng mà kiểu như là có công ty cho người, người nào mà mình thích lấy. Còn phải hợp nữa nhỉ. Với lại bây giờ cái gì cũng không có thì đi lấy cũng khó, khó khăn. Cứ sống như này 3-4 năm. Giờ là chị có nhà cửa này là ai thương chị thì về với chị nhỉ? Không biết người ta có chịu về. Vâng. Người ta về mấy hôm trai người ta đi.
Rồi chị bảo với chị rồi, nếu mà người ta về mấy hôm người ta đi thì thế không lấy nó cứ sống như này. Về mấy hôm xong lại đi thế về làm gì nhỉ? Thế người ta về mấy hôm người ta trái, người ta chán thì người ta đi thì thế cũng khổ. Rồi. Bây giờ chị đi ở dưới chợ với mấy bạn dưới chợ vẫn nói chị mà. Nói gì ạ? Nói là tại chị cả... Không, chị... Cứ nói xấu chị như thế, chị cũng thế, thế người ta cứ nói thế. Kiểu như là... Bản thân cứ kiểu như là bị tổn thương ấy. Nhưng bây giờ mấy hôm kia em xuống chị về sẽ chợ thì nghe mấy bà kia mới nói thế á. Và mới nói chị rồi. Chị bảo là thật sự nhá, cái này là em chia sẻ và giờ thật với chị là em từ trước đến giờ là em chưa bao giờ em ghen tuông với ai cả hay như thế nào. Tại vì như em nói từ đầu, từ lúc đầu là em rất là đồng cảm với chị. Chị là người phụ nữ rất là giỏi, thật sự em cũng cảm thấy rất là thương chị. Chứ em thì thú thật luôn là em chưa bao giờ em gọi là ghen tuông với ai cả. Đó, như ngày nay là vào đây thăm chị cũng một phần là cũng rất là nhớ chị, cũng muốn về đây thăm chị và thỏa mãn cái sự yêu thương của các cô các bác đấy. Mọi người cũng gọi điện về hỏi thăm chị xem. Lâu lắm rồi là kiểu em chưa đến để xem chị như thế nào. Vâng. Chị là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Đó, em phải chị, nói như thế. Em với anh Thành giống như là bố mẹ của em. Dạ, thôi thì chuyện quá khứ đã qua thì chị em mình không nhắc lại đấy. Vâng. Em thấy chị cuộc sống thay đổi và chị phấn đấu cái này là em rất là vui. Rất là mừng đấy, tại... Như này là tuyệt vời rồi, chị còn nuôi được hai đứa con nữa. Mà một mình là nuôi hai con là không phải là chuyện đơn giản đâu. Bây giờ đi trả dê, mà là đi ở quanh đấy. Nhưng mà mình có cơ sở, mình có những cái này vốn liếm để mình ở nhà mình làm thì được gần con là em thấy tốt nhất. Mình dạy vào được con ý. Chứ còn nếu mà nhiều khi là đi làm xa thì cũng vất vả. Xa con là nhớ con lắm. Có khi ở nhà lúc dạy thì con. Còn đi làm thì chắc là con thì cũng đúng lắm. Đấy, nói chung là mình ở được nhà là cái tốt nhất. Nhưng mà nhiều khi cũng vì cuộc sống nó khó quá thì cũng có nhiều người ta là cũng bôn ba. Đấy, giống như em thậm chí nhiều khi em đi cũng rất là xa đấy. Đấy. Em đi là cũng không dám đi làm theo kiểu ví dụ như bây giờ công ty hay là người ta tuyển ấy. Thì mình vẫn có thể đi làm được nhưng mà em không em vẫn không đi được. Chọn làm công việc tự do thì mình tự chủ được thời gian. Vâng. Thì nó... Đi làm công ty thì nó mình chủ được thời gian thì nó tốt hơn. Vâng. Nên thôi những cái đấy chị không nên để ý ạ. Tại vì mình đâu có làm gì sai đâu. Vâng. Yeah. Bản thân không làm gì sai nhưng mà... Nhưng không mà sao. Người ta cứ nói. Chứ còn về miệng lưỡi thời gian thì mình biết thế nào mà lần làm sao để mà vừa lòng hết tất cả mọi người được. Vâng. Cứ là chính mình cây ngay không sợ chết đứng chị ạ. Hai chị em chúng em tâm sự thầm kín một chút nữa. Bây giờ chị đi lại đi làm chuồng dê của chị rồi. Bây giờ thì chị hay đi săn dê ở đâu ạ? Đi chàn dưới này.
Bây giờ họ trồng sá hết rồi, vậy đi hạ dưới. Thông thường con gái là chân yếu tay mềm, nhưng mà em thấy chị Ly là việc gì chị cũng làm được hết à. Không có ai làm, cô làm nha. Chị thở ra đi. Bây giờ là chị đang cố định hết những thanh ngang như này này cho nó chắc lại, sau đó thì sẽ vây lưới B40 vào. Thế là xong. Chị làm nó nhỏ như này thì mai kia là con dê nó lớn hay nó nhiều là chị sẽ phải cho nó rộng ra đấy. Thế này chứ là... như thế này chắc là con không biết có chát được một năm không. Dạ vâng. Là tạ lúc nào là cái mới là to hơn, nếu mà lúc nào nhiều nhiều dê. Vâng. Nhưng mà nếu mà nhiều dê chắc cũng phải một năm. Vâng. Ui, em vẫn nhớ mãi cái chuồng dê mà cái đợt mà chị em mình đi lên trên đồi nhỉ. Cái nhà như chú họ hay cái gì của nhà chị nhỉ, phải không? Cái nhà chị ở trên đồi mà người ta làm cái chuồng dê nó đẹp lắm ý, cao cao đấy đấy. À, cái đấy là chú. Nhỉ. Yeah. Như nhà đấy họ làm chuồng dê trông nó chắc chắn mà cao thoáng. Nó tốt cho con dê. Nhưng như này thì cũng được. Như này thì mỗi tội mình sẽ phải sửa lại nó nhiều hơn thôi. Đấy là nhiều dê này. Nhà cái chết chắc. Vâng. Bây giờ là hiện đại có cái lưới B40 bằng sắt như này thì nó tiện hơn rất là nhiều. Chị kéo mẹ em giữ cho chị. Chị lại để cái này để cho này dài quá thì nó không vay được. Chị cứ kéo căng lên. Chị bây giờ có nhà cửa, có con dê nuôi là rất là tuyệt vời. Một gọi là có cái gánh nợ là ngày trước là nhà nợ ấy nhỉ, nên được trả hết rồi cũng nhẹ nhõm, chứ không là phải lo tiền lãi là tiền hàng tháng trả là cũng vất vả. Chị vây như này là xong rồi đúng không ạ? Vâng. Vây như này xong là... Tí như làm cái chuyện này xong. Vâng. Kéo căng vào. Cứ nữa đi chị, nó vẫn còn căng được nữa đây. Rồi. Bây giờ là cuộc sống của chị Ly là thay đổi rất là nhiều. Cứ ngày ngày là cứ gọi là
sống qua ngày chị nhỉ. Ngày cứ đi chăn dê. Đi chăn dê lại làm công việc nhà. Cái cô rau thì mang đi chợ để bán. Kiếm sống. Giờ là có nhà này mình không cần phải gánh thêm khoản nợ ngân hàng từ ngày trước nữa. Thật sự phải nói là rất là nhẹ người. Thật sự không có các cô các bác thì không biết là bây giờ chị đang ở đâu nữa nhỉ, thật sự ấy. Tại chị còn phải đi làm. Chị đã quản lý bán này bán ra. Để mà còn đi trả nợ nữa nhỉ. Có thế. Cho dù chị không biết nói gì cho các cô các bác, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ các cô các bác. Em xem mấy giờ rồi. Chắc là chị làm nhá, chắc em đi về đây. Vâng. Dạ. Chào chị nhá. Vâng, thế em về nhá. Vâng, vâng. Em một lần nữa thì em xin thay mặt cho gia đình nhà chị Ly, ba mẹ con chị Ly một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả toàn thể quý cô bác rất là nhiều. Nên các cô các bác đã giúp đỡ cho chị Ly thay đổi được cuộc sống. Dường như là cuộc sống là bước sang một trang mới rồi. Lần nữa cảm ơn bác Phạm Đới cùng với lại tất cả các mạnh thường quân. Bác Phạm Đới ở bên Mỹ. Bác đã giúp cho chị Ly một số tiền rất là lớn để mà xây nhà. Bây giờ chị khỏe mạnh như này em vui rồi, em về nhá. Dạ, bây giờ chị. Vâng. Thế em về đi. Dạ. Vâng. Đấy, chị làm là nhớ giữ sức khỏe nhá. Vâng. Đây còn con nữa. Giờ em coi sao lại chào các lại chị Gầu xong là đi về tiếp tục di chuyển. Ôi con dê của chị ra rồi đây này. Chị Gấu ơi. Anh Cang ơi. Không thấy mọi người đâu rồi. Chị Gấu ơi. Không biết anh Cang với chị Gấu đi đâu rồi nhờ chị nhờ. Vâng. Em đang bảo là sau đây là cảm ơn anh chị, anh Cáp với lại chị Gầu là cũng rất là cảm ơn là em nhờ có anh chị cho đất chị làm nhà thì chị mới có đất để làm nhà ấy. Đang bảo như thế mà thôi được rồi. Dạ. Phải nói là để mà ba mẹ con chị Ly có được đất xây nhà như ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Cáp với lại chị Gầu đã có tấm lòng ba la rộng lớn, có tấm lòng rất là vĩ đại cho ba mẹ con chị Ly miếng đất này để mà làm nhà, có đất để làm nhà. Thì không gặp được anh chị, chắc là anh chị đi làm việc rồi. Hẹn lần sau là có gặp anh chị thì cảm ơn anh chị sau. Bây giờ thì có lẽ em còi cũng xin phép là được tạm dừng video ngày hôm nay tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin.